Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như: Xin chào cả nhà, chào quý ông bà cô dì chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi cuối cùng cũng đã có mức án mà dành cho cái tên mà trộm mà điện thoại mà kéo lê cô gái mà cả 300m ở trên đường ở huyện Bình Tân á các bạn. Cụ thể hôm nay nè, tên cướp kéo lê cô gái trên đường có thể đối diện mức án 20 năm tù. Tôi nghĩ 20 năm tù là còn rất ít. Vì khi mà hắn ta đã thấy cô gái bị vướng vào đằng sau, hắn ta vẫn rồ ga để bỏ chạy. Nếu như vô tình cô ta bị văng ra và đập vào tường dẫn đến tử vong, đó có phải tội là cố ý sát hại không? Cái đề phải tử hình luôn mới cho biết, mới không còn trộm cắp nữa. Cái đó nói thiệt. Cụ thể nè, luật sư Diệp Năng Bình cho rằng hành vi cướp giật tài sản của đối tượng Trần Gia Đức là hết sức nguy hiểm và cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Ngày 7 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ hình sự Trần Gia Đức 32 tuổi ngụ quận Tân Phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, Đức có hai tiền án trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Trước đó, vào trưa ngày 6 tháng 11, khi thấy chị H 18 tuổi quê ở Đồng Nai đang đi bộ trên đường số 12 phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân, Đức chạy xe máy áp sát rồi giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của chị. Lúc này chị H nắm đuôi xe máy giằng co thì bị Đức tăng ga kéo lê trên đường được khoảng 300m, cô gái buông tay và ngã ra đường. Người dân đưa bị hại đến viện sơ cứu nhưng chỉ bị tẩy xước mà thôi. Đoạn clip ghi lại cảnh chị H bị Đức chạy xe máy tốc độ cao kéo lê hàng trăm mét trên đường khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi có tính chất manh động và dã man của đối tượng này. Trao đổi với báo chí, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư thông tin luật đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi cướp giật rồi kéo lê cô gái đi hàng trăm mét của đối tượng Trần Gia Đức không chỉ vi phạm đạo đức con người mà còn vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng Đức có dấu hiệu của tội cướp giật tài sản theo quy định tại điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Tội cướp giật xâm phạm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được pháp luật bảo vệ, với tội này có thể bị xử phạt rất cao. Theo luật sư Diệp Năng Bình, đối tượng này được cho là đã có hai tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Đây là tình tiết có thể được xem là tăng nặng khung hình phạt đối với đối tượng này. Theo khoản 2 điều 171 về tội cướp giật tài sản, người nào có hành vi cướp giật tài sản tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt từ 3 năm đến 10 năm. Ở đây đối tượng Đức đã tái phạm hành vi này thì hoàn toàn có thể nhận được từ 3 năm đến 10 năm. Và luật sư Bình cũng cho rằng cô gái bị hại trong vụ việc này cần được đưa đi giám định sư thương tích để có căn cứ xử lý đối tượng Trần Gia Đức. Cô gái trong clip đã bị đối tượng Đức kéo lê cọ sát xuống đường hết sức dã man. Các cơ quan chức năng cần đưa cô gái bị hại giám định thương tật để có căn cứ và tình tiết tăng nặng đối với cái tên này. Khoảng 4 điều 171 về cái tội mà tăng nặng á, mà tỷ lệ thương tích mà tên 31% á, thì hắn ta có thể bị từ 12 đến 20 năm. Mong hãy đưa cô gái này đi đi, rồi bắt thằng này 10-20 năm cũng ít, chung thân nó luôn cũng được, còn mấy thôi loại bỏ luôn cũng được. Mấy thành phần mà ra tù cứ ngựa quen đường cũ này thì để cũng chẳng làm được gì, làm rối xã hội. Rồi, cảm ơn các bạn.